À, xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Hôm nay mình vô chuồng sao chơi. Thằng Bóp thì tối ngày nó kiếm chuyện với thằng Lu. Rồi. Rồi. Sổ là cả nhà. Ừ. Lu đây. Ừ. Trước mặt các bạn là Kim Cương. Trời ơi, Lu nó đá vô chân mình cả nhà. Nè, bắt thợ rồi cả nhà. Đó. Rồi. Đi ra. À, bóp cái lắm á. Ở bất hợp rất là an toàn. Nói chung là lúc này là mình nhốt ở trong nhà không à. Không có được ra đường nữa đâu. Ở trong nhà ngoan lắm cả nhà, mà ra ngoài cái đi dí gà của người ta. Nói chung ở đây thì nói chung lúc trước mình cũng vậy cả nhà, cái ở đây nhà ai cũng liền nhau hết á, cái không có hàng rào đó, nên chạy một cái qua tới nhà người ta, qua nhà hàng xóm luôn, mấy nhà hàng trước lum la luôn đó. Thì người ta ở đây ta nuôi bà con dòng họ nên cũng cũng khổ khổ không à, nên qua cắn gà người ta thì không được. Nó thì mà cái mặt rất là cưng các bạn thấy không, nhìn cưng lắm đó, mà ra ngoài biết thân, thấy gà là cắn liền. Rồi. Để không bóp. Bóp cưng á. Rồi. Không có được ra ngoài đâu mà lại nịnh. Con này là ở đây hoài luôn. Ừ. Bánh tre nè cả nhà. Bánh tre giờ thấy bự không? Bự hơn mấy anh chị luôn á.
éo gì é é gì đó. Thì cũng cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ mình có một cái mái nhà, một cái nền nhà rất là đẹp. Ở đây có một khoảng trống để các bé nó thở cả nhà, gió nó vô mát, cái mùa này nó nóng dữ dằn lắm. Rồi còn tới tháng lạnh mình sẽ thiết kế thêm, mình quay hết ráo khu vực này bằng giải. Ở đây mình có nhiều giải nhiều bạc, mình sẽ quay là không có gió vô luôn. Chứ cái mùa này mà dạng như quay bất bùng không có gió vô rất là nóng. Gấu xám đây, ròm đây, mỹ đây, gấu vàng, tây, thất hợp, cô gấu nâu, bé nâu đây. Đô la, bất hợp. Thì bất hợp là mình ở đâu là bất hợp ở đó cả nhà. Mình sủa cái bò sữa nó sủa gào 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 luôn cả nhà. Bò sữa nó sủa gâu 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 gâu, tiếng tiếng vừa lớn mà tiếng vừa nghe chát chúa luôn. Rồi bóp ra ngoài, bóp tối ngày ăn hiếp luôn. Lên đây, bắt thầm lên đây. Đó, lên đây, đứng lên đây. Rồi ngồi xuống. Từ nay sắp tới là không có được ra ngoài đường nghe không? Ở đây thôi, không có ra đường. Bất hợp nó dính cái gì trong tóc á. Chạy ra ở trong đây ngoan lắm cả nhà, chạy ra một cái là khỏi dí, chạy ra đây ngoài đây là khỏi dí luôn nè. Làm như quan đằng sau là một cái phản đất quan, không ai làm gì đó, không ai canh tác, không ai trồng cây gì hết, trồng đủ thứ cây. Nó mình đi cũng không được nữa mà lên nói gì mà mình dí tụi nó vô, xảy ra một cái là rất cực khổ, dí lần mấy tiếng đồng hồ nó thấy mình cái còn hăng nữa, nó chạy còn dữ nữa.
Nâu phải ở đây chơi kìa, nâu gia nhập rồi kìa, nhỏ xíu mà sủa dữ dằn lắm, dữ dằn lắm nha. Nói chung nhà mình giờ còn hai cái hiểm họa nữa, là một là thằng sói với thằng gấu, hai thằng Sơn Quỳnh người gửi về là mình nuôi dòng á, là ăn đó là đất đó, thì còn hiểm họa đối với chị em. Để mà thanh thiện đi là mình ôm được á, mình ôm được bắt đầu cái mình mới ẩm đi mà triệt sản được, phải phải mà thân thiện rồi mình mới bây giờ mới điều khiển cho tụi nó được, chứ mà giờ là không có điều khiển được. Nói chung là phải nuôi từ nhỏ á cả nhà, còn mà lạ lạ là tụi nó thua. Thôi xin dừng video ở đây. Thì hôm nay báo cáo cái tình hình là Bách Hợp vẫn khỏe phắn bên trong gia đình, nhưng mà được kèm ở để trong nhà, không có ra ngoài sân, ở trong chuồng lớn đằng sau luôn. Thì tự ung dung tự tại, nhưng mà còn bị trói buộc không có được lên sân trước chơi nữa. Thì đứa nào mà dặn như lộn xộn rồi cho vô chuồng ha, lớn hết đó. Thôi giờ xin dừng video tại đây, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thôi xin dừng video tại đây, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì cả nhà xem nhớ bấm vào một like để kênh mình duy trì. Mình xin chào.